mà với rất nhiều đóa hoa, không chỉ nửa con tim mà với trọn vẹn cả con tim. Xin thay mặt cho tất thể hội chúng ở nơi đây hòa chung vào niềm hân hoan của người con Phật trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu, để dâng trọn tấm lòng thành dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và chư thiện tiền tôn đức, tạo thắng duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan. Cử hành nhạc lễ dâng lục cúng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vẫn nhiều lắm. Dành những tràng pháo tay thật lớn và những bông hoa thật đẹp cho các em thanh thiếu niên. Mặc dù là những bông hoa này chưa kịp nở nhưng mà rất dễ thương, có những sai vụn vặt nhưng mà đó tạo nên một những hình ảnh rất là đẹp cho các em thanh thiếu niên của chùa Địa Tạng, xứng đáng dành những bông hoa gửi lên tặng lại cho quý em, các em của chúng ta, đúng không ạ? Nam mô Vu Lan.